Các bạn hãy nhìn thật kỹ bà lão này xem. Nhìn bên ngoài hiền lành phúc hậu như thế thôi, nhưng thật chất bà ta chính là một con quỷ dữ đến từ địa ngục bóng tối. Mục đích là để giết chết loài người và xóa sổ lịch sử cả nhân loại. Con quỷ dữ này đã cắn chết một người đàn ông ở trong quán ăn trước đó để răn đe mọi người rằng ngày tận thế của tụi mày sắp đến rồi. Tuy nhiên bà ta nói chưa dứt câu thì đã bị anh da đen từ phía sau bắn chết ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Nhưng không chỉ mỗi một bà lão này là con quỷ dữ duy nhất đến từ địa ngục. Thay vào đó sẽ còn có rất nhiều tên quỷ dữ khác sẽ đến và giết chết tất cả loài người trên thế giới. Vậy con người sẽ làm gì để sống sót trong những ngày tháng tồi tệ như thế? Và đây có phải là sự trừng phạt thích đáng dành cho nhân loại của chúng ta hay không? Nào cùng Hoa Mộc Lan theo dõi hết cả bộ phim này nhé! David vốn dĩ là một thiên thần ánh sáng được Thượng Đế tin tưởng nhất. Tuy nhiên người đã giao cho anh một nhiệm vụ chính là phải tiêu diệt con người khỏi trái đất. Thượng Đế cho rằng con người chính là nguồn gốc của sự tội lỗi. Tuy nhiên David thì vẫn còn niềm tin vào con người và suy nghĩ rằng chẳng qua họ đang bị lạc lối. Và chính ngay từ lúc này David đã sẵn sàng chống đối mệnh lệnh của Thượng Đế để bảo vệ con người trong những ngày tận thế sắp đến. Thế là khi màn đêm buông xuống thì bỗng nhiên có một người đàn ông từ trên trời rơi xuống. Người đó không ai khác chính là David. Khi đã đến được thế giới của con người, anh lập tức dùng một con dao sắc bén cắt bỏ đi đôi cánh thiên thần của mình. Mặc dù rất đau đớn nhưng anh đành phải chịu đựng vì sự tồn tại của nhân loại. Nhìn anh ấy dùng kim tự khâu vết thương lại mà mình nổi hết cả da gà luôn các bạn ạ. Sau khi đã khâu xong vết thương, David lập tức đi đến khu chứa vũ khí quân đội để tậu vài khẩu súng bắn tỉa chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Liệu rằng một mình anh ta có thể chống lại Thượng Đế để bảo vệ con người hay không? Lúc này ở bên ngoài cũng có hai anh cảnh sát đẹp trai đang đi tuần tra khu phố về đêm. Dự định thằng nào mà bú xì gà là hai ống cho lên đồn luôn. Ai ngờ ngay lúc đó lại có một vụ nổ kinh hoàng xảy ra khiến hai anh cảnh sát vô cùng hoang mang. Họ nhìn thấy một người đàn ông bí ẩn bước từ bên trong đám cháy ra. Người đó không ai khác chính là thiên sứ David. Không lòng vòng em như Hải Phòng, hai anh cảnh sát rút súng ra khống chế anh chàng đó. Tuy nhiên nam chính không hề tỏ ra một chút sợ hãi mà thản nhiên lật kèo một tên cảnh sát. Ngay lúc đó người cảnh sát còn lại cũng đã bị một thế lực bóng tối nào đó nhập vào cơ thể. Hóa ra đó là một tên quỷ dữ do Thượng Đế sai tới để cảnh báo David rằng nếu dám phản bội ông ta thì sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Ngày tận thế của con người sẽ không một ai cứu vãn nổi. Nói xong thì tên ác quỷ nhanh chóng bắn chết anh bạn cảnh sát kia. David cũng không phải dạng tầm thường, lập tức nổ súng tiễn tên ác quỷ đó về lại với Thượng Đế. Sau đó mượn luôn cả chiếc xe của cảnh sát đi giải cứu thế giới. Liệu rằng sự sống của con người sẽ gặp tai họa gì dưới sự trừng phạt của Thượng Đế đây? Ở một tình thế khác, Kevin là một chàng trai tốt bụng nhất quả đất. Bởi vì anh ấy sẵn sàng yêu một cô gái đang mang thai đứa con của một người đàn ông khác. Chính vì thấy thằng con trai của mình là một kẻ ngốc cho nên ông bố của anh ta lúc nào cũng nghiêm khắc, mắng chửi Kevin rằng vì một đứa con gái không ra gì mà phải cực khổ như thế. Ức chế quá cho nên ông bố cũng không thèm nhìn mặt cậu con trai của mình nữa. Tuy nhiên ngay sau đó chàng trai này đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Đâu đó từ phía xa chân trời kia lại xuất hiện một trận bão lốc xoáy rất lớn. Chắc ai cũng biết rằng đó là lời cảnh báo của Thượng Đế gửi đến cho con người trên trái đất. TV và các thiết bị điện tử ở trong quán ăn lúc này cũng đã bị ngắt kết nối một cách bất chợt. Mọi người vô cùng hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Đã thế ở đây lại là quán ăn nằm ngay ở giữa sa mạc khô hạn. Họ chỉ nghe thấy tiếng còi báo động nguy hiểm khẩn cấp phát ra từ chiếc TV. Như thế cũng đã thừa biết rằng sắp có chuyện tồi tệ kinh hoàng gì đó xảy ra với loài người rồi. Trong khi tình huống vẫn còn đang căng thẳng như dây đàn, bỗng nhiên có một bà lão kỳ lạ bước vào bên trong quán ăn. Bà ta đi một cách thản nhiên và nở một nụ cười thân thiện để chào mọi người ở đây. Tuy nhiên đây chỉ là vỏ bọc giả tạo bên ngoài con người của bà ta. Sau một hồi thì cô hầu bàn Jenny đã đem thức ăn đến cho bà lão ấy. Thay vì chúc phúc cho cô gái trẻ này mẹ tròn con vuông thì bà lão lại có những lời nói rất thâm độc. Bà ta nguyền rủa Jenny sau khi sinh đứa con ra thì nó sẽ bị bắt xuống địa ngục và nhận lấy một cái chết thật đau đớn. Nghe xong thì cô gái trẻ vô cùng nóng giận, chửi bà lão là đồ con chó cái và lập tức bỏ đi vào bên trong. Tưởng chừng đâu mọi chuyện đã êm xuôi. Ai ngờ lúc này bà lão còn chửi bới xúc phạm hết tất cả mọi người bên trong quán ăn. Ngay lúc đó một người đàn ông cảm thấy khó chịu và tiến lại gần để cảnh cáo bà lão hãy câm mồm lại. Ai ngờ bà ta vội lao đến cắn chết luôn cả người đàn ông đó. Tất cả mọi người ai nấy nhìn thấy đều hoảng sợ tột độ. Không ngờ rằng bà lão đó chính là một con quỷ dữ khát máu người. Anh đầu bếp vội cầm cái chảo phang thẳng vào mặt con quỷ dữ đó một phát chí mạng. Nhưng làm thế chỉ khiến nó càng trở nên tức điên lên, lập tức bò lên trần nhà như mấy con nhện ma vậy. Ông bố của David nổ súng bắn con quỷ đó mấy phát nhưng lại không trúng phát nào. Đã thế còn bị nó tát cho một cái văng ra xa. David thấy nguy hiểm ngay trước mắt thì cũng nhanh chóng cầm khẩu súng lên. Nhưng ai ngờ đâu ông nội này lại nhát gan thấy mịa ra, không dám bóp cò giết bà lão đó. May mắn là anh da đen từ phía sau đã kịp thời nổ súng mấy phát thì mới giết chết con quỷ đó.
chứ không thì thanh niên nhút nhát này cũng xanh mộ rồi. Vấn đề bây giờ là người đàn ông trước đó bị bà lão ác quỷ cắn đang trong tình thế nguy kịch. Không còn cách nào khác, mọi người đành phải nhanh chóng đưa ông ta đi đến bệnh viện sớm nhất có thể. Tuy nhiên nơi họ đang ở chính là một chốn hoang mạc vô cùng rộng lớn. Trong khi đó bệnh viện cách xa hơn cả 200 km. Đã thế trên đường đi còn phải đối mặt với một tai họa rất nguy hiểm. Nhìn từ xa thì họ cứ ngỡ rằng đám mây đen phía trước chính là một cơn bão rất lớn đang kéo đến. Ai ngờ đó không phải là cơn bão mà chính là hàng trăm tỷ con ruồi độc đã nuốt chửng đoạn đường phía trước mà họ đang đi. Chắc ai cũng thừa biết rằng những thứ ghê tởm này là do Thượng Đế tạo ra để trừng phạt loài người. Cứ như thế mọi người chỉ còn cách là quay lại quán ăn ở hoang mạc trước đó để núp tai họa. Ông bố của Kevin ngước mặt nhìn lên trời thì mới tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Trong nó không khác gì một điểm báo về sự diệt vong của nhân loại. Mọi người thắc mắc rằng bà lão quái dị này từ đâu mà đến. Đã chết rồi mà cái xác của bà ta vẫn còn rất ấm, máu cũng không thể đông lại được. Thấy thế thì hai bố con nhà Kevin nhanh chóng vứt cái xác của bà lão đó ra khỏi quán ăn. Ngay lúc đó anh da đen còn phát hiện ra có thêm một chiếc xe cảnh sát từ phía xa kia đang chạy đến chỗ họ. Sợ rằng lại có thêm một con quỷ dữ tìm đến cho nên ông bố của Kevin vô cùng cảnh giác. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn. Ai ngờ người đó lại chính là thiên sứ David hạ phàm để giải cứu con người. Tuy nhiên chính vì mọi chuyện tồi tệ vừa mới xảy ra đã khiến cho ông bố của Kevin mất hết niềm tin vào những con người kỳ lạ này. Thế là David đành phải trổ tài cướp luôn cả khẩu súng trên tay của ông ta rồi cảnh cáo. Tôi đến đây là để giải cứu mọi người khỏi cánh cửa địa ngục mà Thượng Đế sắp đưa tới. Nói xong thì thiên sứ David còn đưa cho mọi người 2-3 khẩu súng trên tay để phòng thủ. Vì anh ấy biết rằng Thượng Đế sẽ gửi rất nhiều tên quỷ dữ tới đây. Tất cả mọi người nghe thấy những gì David kể thì vô cùng sợ hãi. Lập tức niêm phong thật chặt các cánh cửa ra vào lại vì có lẽ tối nay sẽ phải đối mặt với những thứ đáng sợ không thể ngờ tới. Khi màn đêm đã buông xuống, đột nhiên tất cả bóng đèn bên trong quán ăn đã bị tắt hết, bắt buộc những người đàn ông ở đây phải leo lên mái gác để phòng thủ cho dễ dàng hơn. Thế là chuyện gì đến cũng đã đến. Bỗng nhiên có một chiếc xe chạy từ phía xa đến một cách kỳ dị, mà chiếc xe này lại là một chiếc xe bán kem nữa chứ. Thiên sứ David thấy thế thì nhắc nhở mọi người rằng phải phòng thủ trong mọi tình huống. Các chị em phụ nữ đứng ở bên dưới nghe thấy tiếng xe chạy đến thì càng cảm thấy lo sợ hơn. Tới nước này thì chỉ biết cầu nguyện thôi chứ biết sao bây giờ. Mọi chuyện đúng như ta suy đoán. Một tên nhân viên bán kem nhìn rất quái dị bước từ bên trong chiếc xe ra. Tướng tá đồ nhìn cũng giống mấy thằng xì ke lắm nhưng đừng đùa với tên này nhé. Hắn ta đánh hơi được con mồi đang đứng ở trên mái gác thì vô cùng giận dữ. Liền há hốc miệng ra rất to như mấy con hà mã châu Phi. Tay chân của nó kéo dài ra rồi lập tức lao tới giết chết đám người ở trên mái gác. Tuy nhiên chàng trai thiên sứ David đã nhanh tay nổ súng bắn chết tên quái vật khát máu đó ngay tại chỗ. Nếu không thì mọi người ở đây cũng đã đắp chiếu sớm rồi. Ai nấy cũng nghĩ rằng sau khi tên quái vật kia bị bắn chết thì nguy hiểm cũng đã qua. Ai ngờ đâu lúc này từ phía xa kia lại xuất hiện thêm hàng trăm chiếc xe khác đang đổ bộ di chuyển đến đây. Thiên sứ David lập tức ra lệnh cho mọi người nhanh tay nổ súng triệt hạ hết chúng nó. Bởi vì anh ta thừa biết rằng những tên quái dị ngồi trong xe đều đã trở thành ác quỷ hết rồi. Cứ như thế một trận chiến sinh tử bùng nổ ra rất ác liệt. Phải nói rằng súng đạn có xả nhiều đến cỡ nào thì cũng không thể ngăn được bọn ác quỷ đó. Chúng bất chấp mọi thứ để nghe theo mệnh lệnh mà Thượng Đế đã giao cho. Bằng mọi giá phải giết chết sạch tất cả con người trên trái đất. Các cô gái ở bên dưới nhà nghe tiếng súng đạn nổ ra cũng rất hoảng sợ. Đã thế tụi ác quỷ còn xông vào bắt lấy người đàn ông bị cắn sắp chết trước đó. Thấy vậy thì mọi người ra sức kéo ông ta về lại vì nếu bị bọn ác quỷ bắt đi thì chỉ có lối chết. Ngay lúc đó Jenny cũng ra sức cố gắng níu kéo người đàn ông đó lại thì bị tên ác quỷ khác bắt lấy được. May mắn là David đã kịp thời cắt đứt tay con ác quỷ đó giải cứu cho cô gái ấy. Còn người đàn ông xấu số bị ác quỷ bắt thì không thể cứu vãn được nữa rồi. Trong tình thế gây cấn thì David lập tức xả súng bắn chết tất cả những tên ác quỷ trong cự ly gần. Đám ác quỷ phía bên ngoài thấy thế thì không dám xông vào bên trong nữa. Bọn chúng nhanh chóng rút lui không điều kiện. Còn bà cô này sau khi chứng kiến ông chồng của mình bị tụi ác quỷ bắt đi thì vô cùng đau đớn. David còn khuyên ngăn Jenny rằng không nên bất chấp mạng sống của mình để cứu lấy người khác. Bởi vì anh ta đến đây là vì cô. Thật chất đứa con trong bụng của Jenny đang mang nặng đẻ đau chính là nguồn hy vọng sống sót của nhân loại. Cô gái ấy nghe xong thì chỉ biết nở một nụ cười lạnh lùng. Cười vì cô ta nghĩ rằng những lời mà thiên sứ David nói chỉ là những chuyện điên rồ. Con của cô chỉ là một đứa bình thường như bao con người khác. Tuy nhiên những lời nói của David đã khiến những con người ở đây ai cũng phải tin rằng điều anh ta nói chính là sự thật. Nhiệm vụ của họ chính là phải bảo vệ Jenny bằng mọi giá có thể. Nếu mẹ con cô gái này có chuyện gì thì chắc chắn một điều rằng sự sống trên trái đất sẽ bị hủy diệt. Nhưng nói gì thì nói, người mà David tin tưởng nhất ở đây chính là anh chàng Kevin nhút nhát của chúng ta. Bởi vì cậu ấy rất thương Jenny mặc dù cô gái đó đang mang thai đứa con của thằng khác. David muốn anh chàng này phải tận tình yêu thương và bảo vệ mẹ con cô gái ấy trong mọi tình huống hiểm nguy. Và phải giữ một tinh thần sắt thép cho trận chiến sắp tới vì có lẽ bọn ác quỷ sẽ mạnh hơn rất nhiều. Mãi cho đến ngày hôm sau khi trời đã rạng sáng,
Bà cô này chợt nghe thấy tiếng kêu cứu của ông chồng ở gần đâu đây. Bà ta thấp thỏm nhìn qua khe cửa thì thấy chồng của mình bị đám ác quỷ trói lại thật chặt giữa trời nắng nóng. Khắp cơ thể ông ta đã bị biến dạng rất kinh tởm. Bà cô này thấy thế thì nhanh chóng tìm cách mở cánh cửa ra bên ngoài cứu chồng của mình. Anh da đen nhiều tóc chạy đến ngăn cản thì bị bà ấy xô ngã vào tủ sắt bất tỉnh ngay tại chỗ. Sau khi mở được cánh cửa thì cô ta vội lao ra ngoài chạy đến giải cứu cho ông chồng. Ai ngờ lúc đó xác chết của người chồng đã nổ banh xác phun ra rất nhiều chất độc chết người. Cũng may là người đàn ông đầu bếp chạy đến đỡ lấy cho bà cô ấy một mạng. Kết quả là bà cô đó sống sót qua khỏi. Còn người đàn ông này thì không thể qua khỏi bởi vì sau lưng ông ta đã bị chất độc của ác quỷ ăn sâu vào nội tạng. Tình huống đau thương như thế này tất nhiên không ai muốn xảy ra. Mọi người chỉ còn cách là trói chặt bà cô đó lại không cho tự ý hành động một cách ngu ngốc nữa. Đêm tiếp theo cũng đã buông xuống. Bọn ác quỷ lại tiếp tục tìm đến quấy phá những con người ở đây. Anh da đen đứng trên mái gác nhìn thấy hai cha con nhà lành kia đang bị đám ác quỷ xé xác thì vô cùng bức xúc. Vội lao xuống chạy đến nổ súng giết chết từng tên một để giải cứu cho đứa bé. Ai ngờ đâu mọi thứ chỉ là cái bẫy mà tụi ác quỷ đã đặt ra để dụ dỗ anh da đen. Thằng bé lộ bộ mặt thật của quỷ dữ ra và cắn chết anh da đen nhiều tóc ngay tại chỗ. Những người ở bên trong nhìn thấy cảnh tượng đó thì vô cùng cay cú. Không ngờ rằng tụi ác quỷ lại thông minh như thế. Lúc đó vẫn còn một cô gái trẻ khác lao ra bên ngoài đòi sống chết với chúng nó. Mỗi tội là cây súng bắn được 3-4 phát thì lại hết đạn. Thiên sứ David thấy vậy thì không thể làm ngơ. Lập tức xông ra bên ngoài với hai khẩu súng vô cùng uy lực bắn chết từng con ác quỷ. Kỹ năng bắn hạ mục tiêu phải nói là thượng thừa. Tốc độ phản xạ cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Chỉ trong chốc lát thì anh ta đã thành công cứu sống được cô gái trẻ kia vào lại bên trong. Jenny vội chạy đi tìm nước để dập tắt đám lửa thì phải đối mặt với thằng bé ác quỷ trước đó. Nó cầm con dao thật nhọn chạy đến đòi đâm chết đứa con trong bụng của cô gái ấy. May mắn sao David lại kịp thời bắn chết thằng bé quỷ đó cứu sống Jenny một mạng nữa. Nhưng rắc rối này vừa giải quyết xong thì chuyện xấu khác lại ập đến. Bởi vì trong đêm đó cô gái Jenny đã bị vỡ nước ối ra ngoài. Nói thẳng ra là đã tới giờ sinh đẻ. Và người đỡ đẻ cho cô gái ấy cũng không ai khác chính là David. Cô gái trẻ đứng kế bên có nhiệm vụ là hỗ trợ cho anh ta. Phải nói rằng cái khoảnh khắc đứa bé chào đời thì cả đất trời bỗng nhiên rung chuyển rất mạnh. Giống như thế giới nhân loại đang đón chào một vị thần nào đó rất khủng khiếp. Bên ngoài khung cảnh sấm chớp nhiều đến nổi để lộ ra hàng trăm triệu tên ác quỷ đang bao vây họ. Chắc có lẽ một trận chiến sinh tử rất ác liệt sắp sửa diễn ra. Trở lại tình thế của Jenny. Sau bao nhiêu cố gắng thì cô ấy đã thành công sinh ra một bé trai rất khỏe mạnh. Cảm xúc vô cùng hạnh phúc không thể nào tả được. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc ở đây. Sau khi sinh đứa con ra thì Jenny phải tiếp tục nuôi dưỡng đứa bé lớn khôn nên người thì mới có thể cứu cả thế giới. Thời gian không còn nhiều. David đành phải lên kế hoạch cho mọi người tập thoát ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Một mình anh sẽ ở lại đây để chiến đấu với một thứ đáng sợ khác mà mọi người không thể ngờ tới. Trong khi mọi người đang chuẩn bị rời đi thì bà cô kia lại bắt đầu nổi điên lên cướp lấy đứa con của Jenny. Bà ấy nghĩ rằng nếu giao nộp đứa bé này cho tụi ác quỷ thì mọi chuyện sẽ êm xuôi trở lại như ban đầu. Ai ngờ đâu thiên sứ David thẳng tay nổ súng bắn chết luôn cả bà cô để bảo vệ đứa bé. Đúng ngay lúc đó một hình bóng to lớn bước vào với đôi cánh cực kỳ sắc bén. Kẻ đó không ai khác chính là người bạn đồng hành cùng với thiên sứ David. Tuy nhiên hắn ta đến đây là để giết chết đứa bé theo mệnh lệnh của Thượng Đế. Cũng may là chàng trai Kevin ôm đứa bé kịp thời né những đòn chí mạng chết người của tên thiên sứ độc ác đó. Bố của Kevin thì liên tục xả súng bắn chết thiên sứ đó nhưng không ăn thua gì cả. Đã thế còn bị hắn ta đấm cho một cái đắp chiếu ngay tại chỗ. Cảm thấy mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn. David khuyên chàng trai Kevin hãy mau đưa mẹ con Jenny bỏ trốn càng nhanh càng tốt. Một mình anh ta sẽ ở lại đối đầu với tên độc ác kia. Cứ như thế Kevin lấy hết can đảm mở cánh cửa ra để đưa mẹ con Jenny và cô gái trẻ kia bỏ trốn. Vốn dĩ hàng trăm triệu tên ác quỷ ở đây đã bị thôi miên một cách kỳ lạ. Tất cả những điều kỳ diệu này là do sức mạnh của đứa trẻ khiến cho bọn chúng trở nên như thế. Còn về phần của David thì phải đối mặt với bạn đồng hành của anh ta với một trận đấu sinh tử ác liệt. Một bên là nghe theo Thượng Đế đến đây để tiêu diệt sự sống của loài người. Một bên là làm trái ý Thượng Đế đến đây để bảo vệ sự sống cho loài người. Liệu rằng chiến thắng sẽ thuộc về ai đây? Cả hai bên giao đấu rất ác chiến. Không khác gì kẻ tám lạng người nửa cân. Đáng lẽ ra trong trận chiến sinh tử này David đã giành chiến thắng và tha cho tên thiên sứ kia một mạng. Ai ngờ đâu hắn ta đã thẳng tay dùng vũ khí tự đâm xuyên luôn cả cơ thể của mình để giết chết David ở phía sau. Sau phát đâm chí mạng đó khiến cho David không thể chiến đấu được nữa. Mặc dù bị giết chết một cách rất đau đớn nhưng anh ta vẫn rất mãn nguyện vì đã cống hiến hết mình vì cuộc sống của nhân loại. Tên thiên sứ độc ác này cũng không thể nào cầm được nước mắt khi đã ra tay tàn nhẫn với bạn của hắn như thế. Tất cả cũng chỉ vì mệnh lệnh mà Thượng Đế đã giao cho anh ta. Thế là sau khi chết thì cơ thể của David đã trở về lại với Thượng Đế. Và nhiệm vụ của tên thiên sứ này vẫn chưa thể hoàn thành xong vì đứa con của Jenny vẫn còn sống. Hắn ta lập tức cho nổ tung căn nhà và nhanh chóng đi tìm đứa bé đó cho bằng được.
Hiện tại thì chàng trai Kevin đã đưa hai mẹ con Jenny với cô gái trẻ kia chạy trốn đã rất xa lắm rồi. Nào ngờ chỉ trong giây lát thì tên thiên sứ kia đã đuổi kịp họ. Hắn ta giở bay luôn cái phần đuôi xe khiến cho ai nấy cũng đều hoảng sợ. Đã thế chiếc xe lại đang chạy với tốc độ rất cao và cực kỳ nguy hiểm. Chàng trai Kevin lập tức đạp phanh thắng gấp khiến cho tên thiên sứ độc ác văng ra xa về phía trước. Chiếc xe cũng vì vậy mà lao xuống đồng ruộng kế bên lăn cả mấy chục vòng. May mắn là hai mẹ con Jenny và Kevin vẫn còn sống sót qua khỏi ải tử thần đó. Còn cô gái trẻ kia thì lại không còn thấy đâu nữa rồi. Mặc dù đã đuối sức nhưng chàng trai ấy vẫn cố gắng bảo vệ cô bạn gái Jenny với đứa bé bằng mọi giá. Lúc tên thiên sứ độc ác chuẩn bị giết chết cả hai mẹ con thì Kevin đã sống chết với hắn ta nhảy xuống sâu dưới vách núi. Tưởng chừng như cảnh phim này ông đạo diễn cho cậu ta ra lãnh hộp cơm rồi về nhà. Nào ngờ đâu trong khi tên thiên sứ độc ác đang chuẩn bị giết chết Kevin thì một tia sáng lấp lóe đã ngăn cản hắn ta lại. Hóa ra Thượng Đế đã nhẹ lòng với tình yêu và sự hy sinh mãnh liệt mà David đã dành cho nhân loại cho nên ông ấy đã cho David thêm một cơ hội chính là bảo vệ loài người. Cứ như thế hai thiên sứ lại tiếp tục giao chiến với nhau. Tuy nhiên lần này thiên sứ David đã thắng và tiếp tục tha cho anh bạn kia một mạng. Suy cho cùng công lý vẫn luôn chiến thắng cái ác, tên thiên sứ độc ác kia thua cuộc thì vô cùng nhục nhã. Lập tức bay về trời khóc nhè với Thượng Đế để chịu tội. Còn về phần của anh chàng Kevin vẫn phải tiếp tục bảo vệ hai mẹ con cô gái Jenny đến hết cả cuộc đời. Hãy nuôi đứa bé cho nó lớn khôn và răn dạy nó những điều tốt đẹp nhất. Có như thế thì con người thế hệ sau này mới trở nên lương thiện và sống bình yên hơn. Thượng Đế sẽ không còn phải trừng phạt con người nữa. Kết phim chúng ta thấy rằng Kevin và cô bạn gái Jenny đã có một cuộc sống hạnh phúc với đứa con rất dễ thương. Cuộc sống của con người sau này sẽ trở nên chắc chắn là tốt đẹp hơn rồi. Cảm nghĩ của bạn như thế nào về bộ phim này? Nhớ để lại bình luận phía bên dưới cho mình biết với nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.